Yêu cô bán xôi. Đói quá, học không vào nổi cái gì. Ngày mai không biết tiền ba mẹ gửi đã đến chưa. Hôm nay lại phải nhịn đói rồi. Hùng, nghĩ gì mà ủ rũ vậy? Giang đấy à. Hùng ăn đi này. Thôi, Giang để mà bán. Một ngày bán được bao nhiêu đâu. Cứ cho Hùng ăn thế này thì còn gì lời lãi. Hùng đừng ngại, một gói xôi đáng là bao. Cảm ơn Giang. Xôi dẻo ngon quá. Hùng nói thế, chỉ là gói xôi trắng thôi mà. Ngon thật mà. Đây là gói xôi ngon nhất mà Hùng đã từng ăn đấy. Gói xôi này đã theo Hùng mấy năm đại học rồi. Giang đúng là quý nhân phù trợ của Hùng. Quý nhân gì chứ? Chỉ được cái khéo miệng. Không đâu, Hùng nói thật mà. Nếu không có Giang vất vả bán xôi phụ giúp Hùng ăn học, Hùng cũng sẽ phải bỏ học để kiếm sống thôi. Hùng đừng nói thế. Chỉ cần Hùng chịu khó học, Giang vất vả đến mấy cũng chịu được. Tay Giang gầy quá, thật là vất vả. Người ta bảo chàm ở ngón tay thì khổ lắm. Giang đừng có nghĩ như thế. Thật mà. Sau này á, Hùng nhất định sẽ không để Giang phải khổ đâu. Giang hãy tin ở Hùng nhé. Giang tin Hùng, Hùng sẽ luôn ở bên Giang. Thôi, Hùng học bài đi. Mai Giang lại mang xôi cho Hùng nhé. Ai xôi nóng nào? Ai xôi nóng nào? Anh cứ về trước đi, chút nữa tôi sẽ tự bắt taxi. Năm năm rồi, mà mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Bác ơi, xôi nóng lắm, bác mua giúp cháu một gói. Tôi không mua đâu. Anh ơi, mua giúp tôi một gói xôi đi, chỉ 5.000 đồng một gói thôi. Xôi nóng đấy anh ạ, anh mua đi. Vâng, cho tôi một gói. Của anh đây. Giang. Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Giang, Hùng đây. Giang quên Hùng rồi sao? Đã 5 năm rồi, mọi thứ đều thay đổi. Nhớ hay quên thì có nghĩa lý gì chứ? Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng tình cảm của Hùng dành cho Giang 5 năm nay vẫn chưa hề thay đổi. Hùng quay về đây để thực hiện lời hứa với Giang năm xưa mà. Hùng xin lỗi. Thời gian qua, Hùng đã không liên lạc với Giang. Không phải vì Hùng quên Giang, mà Hùng đã ra nước ngoài để học và làm việc, để có thể thực hiện lời hứa năm đó với Giang. Tuy không gặp nhau, nhưng không lúc nào Hùng thôi nghĩ về Giang. Chẳng lẽ Giang đã quên rồi sao? Cả vết chàm này nữa, cả đời này Hùng cũng không bao giờ quên được. Nhưng bây giờ Hùng đã là một người thành đạt, giàu có. Còn Giang vẫn chỉ là người bán xôi nghèo khổ. Giang đừng nói thế. Hùng có ngày hôm nay tất cả là nhờ Giang. Nhờ Giang vất vả bán từng gói xôi phụ nuôi Hùng ăn học. Giang không xứng với Hùng thì còn ai xứng hơn nữa. Vậy mà Giang cứ tưởng Hùng quên Giang rồi. Ngốc à, anh yêu em. Hãy làm vợ anh nhé. Vâng. Chuyến từ thiện. Khung cảnh núi rừng đẹp quá. Hình như đằng xa có con thác kìa. Ồ, đúng rồi, là thác nước thật đấy. Đây là lần đầu các em lên đây à? Dạ vâng ạ. À, cũng là lần đầu tụi em làm từ thiện luôn, nên hồi hộp lắm anh ơi. Lần này khá vất vả đấy. Đang là dịp Tết thiếu nhi, cho nên nhóm tình nguyện của chúng ta phải chia nhỏ đi nhiều nơi phát quà cho các em. Vì vậy chuyến tình nguyện lên Bản Dốc lần này chỉ có 4 anh em mình thôi. Dạ, không sao. Chỉ cần thấy mình làm được việc gì đó có ích thì chúng em vui lắm rồi. Không ngại vất vả đâu. Tuổi trẻ có khác, tốt. Hãy giữ vững tinh thần và nhiệt huyết đó các em nhé. Dạ. Ồ, chúng ta sắp tới Bản Dốc rồi đó. Anh
anh đã liên hệ trước, nên cửu bản đã tập trung hết các em nhỏ lại rồi kìa. Dạ, chúng em cũng thấy rồi ạ. Chào bác, chúng cháu là nhóm từ thiện Hoa Hồng Xanh, đã liên hệ trước ạ. Vâng, chào các anh chị. Ồ, em muốn quà phải không? Được rồi, chị sẽ phát trước cho em. Hoa, dừng lại, em để hộp quà lên xe đi. Chúng ta chưa phát ngay được đâu. Dạ. Em bé, em có thể tập hợp các bạn lại đây giúp anh một việc được không? Dạ. Tụi anh phải đi một quãng đường rất xa mới tới được đây đó, nên giờ ai cũng rất mệt, mà trên xe có rất nhiều đồ. Ai có thể giúp anh chuyển đồ xuống, anh sẽ trả công sòng phẳng. Dạ, em nè anh ơi. Rồi, bây giờ các em hãy xếp hàng để anh trả công nào. Anh à, em có thắc mắc, tại sao hôm nay anh lại ngăn em phát quà cho em bé đó, rồi lại nhờ các em nhỏ chuyển quà xuống nữa? Chúng ta đâu mệt đến nỗi không làm được đâu. Tất nhiên, anh làm vậy không phải do chúng ta mệt, mà là muốn tốt cho các em ấy. Các em ở trên này đều rất nghèo, và nếu có những đoàn từ thiện lên đây phát quà, nếu lần nào cũng nhận được sự giúp đỡ một cách dễ dàng, thì về lâu dài, các em ấy sẽ mặc định cứ khó khăn là có người giúp đỡ. Tư tưởng ấy sẽ theo các em ấy lớn lên, và sau này các em ấy sẽ dùng sự nghèo đói của mình để mưu sinh thay vì cố gắng phấn đấu làm giàu. Như vậy thì bao giờ mới thoát nghèo? Ồ, đúng vậy ạ. Em hiểu rồi, cho nên thay vì trao thẳng quà cho các em, anh đã tạo ra một lý do để chúng hiểu phải lao động thì mới có thành quả, phải không ạ? Đúng là một kinh nghiệm quý giá. Cảm ơn anh đã chỉ bảo chúng em. Không ngờ qua những chuyến từ thiện thế này, chúng em lại được vỡ ra nhiều điều đến thế. Bữa trưa ở trường. Nào, cả lớp chú ý, đã đến giờ ăn trưa rồi. Các cháu nhớ ăn hết suất, không được bỏ thừa đâu nhé. Chúc các cháu ăn ngon miệng. Cô dặn là không được bỏ thừa đồ ăn, nhưng tớ phải làm sao với món cà rốt đáng ghét này đây? Hòa, cậu ăn giúp tớ đi. Lần trước tớ ăn giúp cậu rồi bị phạt nên giờ tớ không dám đâu. Mà tớ cũng đang chán ngán món khoai tây đây nè. Chán nhỉ? Thế mà hôm nào chúng ta cũng bị ép ăn hết suất. Ước gì những món không ngon này biến đi được thì hay biết mấy. Ừ, chúng ta phải làm sao bây giờ? À, tớ có cách rồi. Thế này nhé. Chà, hôm nay bọn trẻ ăn ngoan quá, không để thừa đồ ăn. Đúng vậy ạ. Nhìn các cháu ăn no hết mà cảm thấy công sức của chúng ta được báo đáp vậy, chị nhỉ? Ngày nào cũng phải lên thực đơn mới, rồi chọn lựa thật kỹ cho bọn trẻ nữa. Tớ mở thùng, còn cậu vứt vào nhé. Ừ, cậu mở đi. Mấy cháu làm gì thế? Ồ, đây không phải là thức ăn của cơm trưa hay sao? Ừ, sao các cháu lại... Dạ, không phải đâu. Đây là... Hóa ra, trưa nào các cháu cũng giấu thức ăn mang đi vứt thế này sao? Cơm bác nấu không ngon, có phải không? Dạ, không phải đâu ạ. Chỉ có hôm nay... Vâng ạ, xin bác đừng mách cô giáo, nếu không chúng cháu sẽ bị phạt.
cô muốn thông báo về buổi ngoại khóa tuần sau của lớp chúng ta. Chúng ta sẽ tới một vùng quê nông thôn để tham quan, tìm hiểu về cuộc sống của những người nông dân và môi trường thiên nhiên. Ơi, hay quá! Chúng ta sẽ được đến nông trang kìa! Háo hức ghê! Không biết ở đó như thế nào nhỉ? Xe đã đến một vùng quê nông thôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi bộ để tham quan cuộc sống người nông dân như thế nào nhé. Vâng ạ. Ồ, nhìn kìa, ruộng lúa đấy, có cả cây đa và ao nữa kìa. Bây giờ, cô sẽ giới thiệu với các em, đây là những cánh đồng lúa, nơi tạo ra những hạt gạo mà các em ăn hàng ngày đây. Các em hãy thử quan sát xem các bác nông dân cấy lúa như thế nào nhé. Cấy lúa là công việc cần sự khéo léo nên bác gái thường làm. Ôi, tay các bác ấy nhanh quá đi mất. Ừ, nhưng cả đồng ruộng to thế kia cơ mà. Sao các bác ấy cấy được hết cơ chứ? Chắc hẳn là mệt lắm. Ôi, bác làm sao thế ạ? Ờ, bác không sao đâu, chắc chỉ là mệt một chút thôi. Bác cứ qua kia nghỉ đi ạ. Chúng cháu sẽ giúp bác tưới nước cho rau. Thưa cô, chúng em làm vậy có được không ạ? Được chứ, cô cũng giúp các em. Bác mệt như vậy sao không ở nhà nghỉ đi? Hôm nay không làm thì ngày mai làm cũng được mà bác. Không được, các cháu ạ. Rau xanh cần phải tưới nước hàng ngày mới non và ngọt được. Rau mà không lên tốt thì các bác sẽ chả có rau để ăn, để bán đâu. Bác ơi, vậy để chúng cháu giúp bác nha. Ôi! Bữa trưa hôm nay, các bác đã dùng những rau củ hôm qua các bác nông dân tặng lớp để nấu đấy. Các cháu cùng ăn ngon miệng nhé. Vâng ạ. Hôm nay các em ăn rất giỏi, bạn nào cũng ăn hết suất. Các em có cảm nhận gì về bữa ăn hôm nay? Em thưa cô, hôm nay đồ ăn rất ngon ạ. Đúng ạ, đồ các bác nông dân cho, ăn rất ngon. Thế các con có biết tại sao đồ của các bác nông dân lại ngon vậy không? Dạ, chúng em không biết ạ. Sao lại vậy nhỉ? Bởi vì các em đã được tận mắt nhìn thấy cuộc sống lao động của các bác nông dân. Để làm ra hạt thóc, cây rau, các em ăn hàng ngày, người nông dân đã phải đổ rất nhiều mồ hôi, công sức trên đồng ruộng. Các em cũng đã được tham gia lao động cùng các bác, đã thấm thía được giá trị của những thức ăn các em ăn hôm nay. Bởi vậy, các em biết quý trọng đồ ăn hơn, có đúng không nào? Đúng rồi, giờ mà bỏ đồ ăn đi, em thấy rất hoang phí và có lỗi ạ. Vậy từ giờ, không ai được bỏ thừa cơm, nghe chưa? Dạ, vâng ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!